Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề khai thác hải sản trên biển, những năm gần đây anh Nguyễn Văn Hồng ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu và nhiều ngư dân khác đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Không còn mặn mà với nghề biển khi giá xăng dầu tăng cao, nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, nhưng các ngư dân cũng không biết chuyển đổi sang nghề gì khác để mưu sinh. Chuyển đổi thì nhà tôi cũng muốn chuyển đổi, nhưng mà đề nghị nhà nước là phải có hỗ trợ vì chúng tôi. Không có sự đầu tư của nhà nước thì chúng tôi cũng dám làm, vì số vốn vay ngân hàng nhiều quá này. Duy trì kiểu nghề cho ông phát triển nghề đó, nhưng mà thời kỳ đầu thì làm được, cái thời kỳ sau kiểu cái nguồn lợi thủy sản nó cạn kiệt quá. Nghề biển thì chúng biết vay mua, thành thế là anh em không chuyển đổi được. Với bờ biển dài 82 km, khai thác hải sản là thế mạnh của Nghệ An. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.500 tàu thuyền đang trực tiếp tham gia đánh bắt hải sản, tổng số lao động nghề biển trên 18.000 người. Tuy nhiên, chỉ có gần 1.200 tàu công suất lớn đủ năng lực tham gia đánh bắt xa bờ. Tình trạng khai thác gần bờ, đánh bắt tất cả các loại hải sản từ lớn đến nhỏ đã làm cạn kiệt nguồn lợi, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển và sinh kế lâu dài của ngư dân. Chúng tôi đã khuyến khích bà con ngư dân có bè mảng để chuyển đổi nghề. Tuy nhiên thì cái việc chuyển đổi nghề có những cái khó khăn, là vì nghề truyền thống của Diễn Châu thì cơ bản là nghề lưới kéo, rồi nghề khai thác gần bờ thì cái này nó truyền thống từ xa xưa đến nay, và để mà người dân cũng chưa sẵn sàng để chuyển đổi. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025 sẽ chuyển đổi khoảng 2.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng sang nghề nuôi trồng thủy sản hay các nghề mà địa phương đang có định hướng phát triển, đảm bảo 100% ngư dân có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề. Sở Nông nghiệp đang giao cho Chi cục Thủy sản xây dựng cái kế hoạch triển khai thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh để đề xuất Hội đồng nhân dân có những cái chính sách chuyển đổi nghề, đặc biệt là đối với cái nghề lưới kéo hay là nghề rê thu ngừ. Thì đây là một trong những nhóm nghề mà chúng ta cũng phải dần dần phải giảm thiểu nhiều hơn nữa, để đảm bảo cái kế hoạch thành công, bao gồm cả công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nghề hay là những cái hỗ trợ khác nhằm đảm bảo cho ngư dân có khả năng chuyển đổi sinh kế mà đảm bảo được an sinh cho người dân. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác hải sản tại vùng ven bờ và vùng lộng, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tiễn sẽ giúp ngư dân chuyển đổi nghề khai thác hải sản hiệu quả và bền vững, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.